Chào mừng quý vị khán giả đã cùng quay trở lại với Gala Nghệ thuật Cười Xuyên Việt, và Nhật Trường cùng với Văn Nguyên sẽ được giới thiệu ảo thuật gia Nguyễn Phương. Bên cạnh là một ảo thuật gia thì anh Nguyễn Phương còn được biết đến với rất là nhiều những cái giải thưởng và thành tích của mình. Và đặc biệt đó là Phương Nguyên biết là anh Nguyễn Phương còn là một người thầy của rất là nhiều học trò, những bạn trẻ mong muốn trở thành những ảo thuật gia trong tương lai. Vì vậy ngày hôm nay trên sân khấu còn có rất là đông đảo các bạn học trò của anh Nguyễn Phương, đúng không ạ? Tiêu chí anh nhận học trò là gì vậy anh Phương? Tiêu chí Nguyễn Phương nhận học trò thực ra cũng không có gì khó khăn cả. Từ 6 tuổi trở lên là các em có thể vào học ảo thuật, thế thôi. Thường là anh sẽ biến ra cái gì? Hình như là cái gì anh làm cũng được hết đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà để nói về các tiết mục của anh Nguyễn Phương thì thường được gửi gắm nhiều thông điệp mang giá trị nhân văn, hoặc là tính thông điệp của nó tác động trực tiếp đến người xem luôn. Vậy thì ngày hôm nay trên sân khấu của Gala Nghệ thuật Cười Xuyên Việt, không biết là anh Nguyễn Phương có mang một tiết mục như thế nào, bật mí một chút xíu ạ. Thế mạnh của Nguyễn Phương bây giờ là tương tác ảo thuật với màn hình LED. Thông điệp hôm nay Nguyễn Phương mang đến đó là bài diễn nói về môi trường, nạn chặt phá, săn bắn rồi dẫn đến thiên tai lũ lụt sẽ gây hậu quả như thế nào. Nếu chúng ta bảo vệ tốt về phần môi trường, chúng ta sẽ có được bầu không khí xanh tươi. Đó là cái thông điệp mà Nguyễn Phương muốn gửi đến trong cái tiết mục ngày hôm nay. Thông điệp mà anh muốn mang tới chắc là cũng sẽ có sự hỗ trợ của những người học trò của mình phải không anh? Những em học trò đây thì trong cái tiết mục hôm nay là vở kịch mà nói đến cái sự đưa các em đi đến một cái con đường gọi là chính đạo. Nguyễn Phương muốn cho mọi người thấy là ảo thuật chúng ta cũng phải tập luyện, chúng ta cũng phải có những cái bài diễn và những cái người thầy chỉ dạy chúng ta thì chúng ta mới làm được một cái bài ảo thuật nó hoàn hảo hơn. Dạ, rất là nhiều. Và đó mới là những ảo thuật gia chân chính. Để mà quý vị khán giả chúng ta có thể thưởng thức trọn vẹn những màn trình diễn của họ. Vậy thì Phương Nguyên biết rằng là quý vị cũng đang rất là chờ đợi tiết mục của ảo thuật gia Nguyễn Phương cùng với những học trò của mình. Ngay bây giờ thì Nhật Trường mình không làm mất thời gian của quý vị nữa. Chính xác, không mất thêm thời gian nữa. Ngay bây giờ tiết mục đặc biệt xin phép được bắt đầu. Trời đất ơi, sao mấy đứa nhỏ này đi tới giờ này mà chưa có chịu về nữa ta? Đợi chờ cũng xỉu luôn mà đợi tụi nó hoài, nó bán buôn biết có được không vậy trời? Ôi bụng quá, khó chịu quá. Long Long đại ca. Thắng không? Sao rồi? Bán buôn được không vậy hả? Ủa em bị sao vậy? Bị người ta đánh. Ủa tại sao anh ta đánh em vậy? Thì đại ca nói em bán báo á, lựa mấy chỗ nào đông người vô bán. Đúng rồi. Thì em đi tới con hẻm kia kìa. Rồi sao? Em thấy người ta mua đen mua đỏ vô đó luôn. Đúng. Rồi từ đầu hẻm em muốn tạo ấn tượng mạnh thì em, sao? Em rao liền. Thì rao em rao sao? Em báo công an đi, báo công an đi. Rồi. Nguyên đám dí em đánh quá trời đánh luôn. Sao kỳ vậy? Em báo công an đi, mắc mơ đánh em. Ta đang đánh bài. Mày phải bán báo công an gần cái chỗ sòng bài người ta. Em có biết đâu, thì thấy đông đông em mua vô em rao thôi à. Thôi mày muốn mày báo cái gì? Không đi bán được. Sao vậy bé Hoa? Sao vậy? Hôm nay xui dữ lắm luôn á. Sao em bầm vậy? Chuyện dài lắm anh ơi. Chuyện dài em kể gọn gọn thôi nè. Em đi bán không mà hôm nay ngày gì á, hình như cái miệng người ta hả thơm hết trơn rồi, không ai chịu mua xin gum hết á. Ủa gì kì vậy? Ủa mà em bán đâu? Bán cho mấy quán nhậu á. Quán nhậu miệng người ta toàn là mùi cồn, không ăn bán sao ta mua? Đúng rồi đó. Em sao không nghe lời anh? Em bán cho chúng người chỗ công viên chẳng hạn. Em nghe lời anh đó. Đúng là cái chỗ công viên mà khi những cặp nam nữ người ta ngồi nha, tâm tình này kia đó, lúc đó mình bán sẽ rất là hiệu quả, hiểu không? Đúng vậy, em vô. Anh ơi mua giùm em. Nè cũng cây cứng mà vô làm gì? Hư. Đó. Anh xúi em vô cái chỗ đó chị chưa? Anh mua nó khó khăn mấy đứa phải hiểu gì đó, hiểu không? Ủa Dương vậy kìa. Chân bị sao vậy hả? Chân bị sao vậy? Dương chân bị sao vậy? Bị xe tải cán à. Thôi cái gì? Tao có xe tải cán cục đá văng vô chân em đau á. Ủa có thẳng luôn nha, vô vấn đề liền nha, để lo sợ nha. Gì đâu lo sợ, bị tàn phế gì bán không có được. Ủa bị cái chân mất mớ gì đánh dài không được? Thì bị cái chân rồi cái tay đâu đánh nổi đâu. Gì kỳ vậy? Mày có bị ngược ngạo không? Cái chi dưới đâu phải bị chi trên đâu mà là làm không được. Ủa bị chi dưới ở trên mình làm được hả? Được sao không được? Trời ơi, vì mày không biết em tưởng nó bị là em đánh không được, bị tàn phế rồi. Trời ơi, mày suy nghĩ cao siêu dữ vậy. Thôi em thấy nè, anh Dương làm biến á. Làm biến đúng không? Không có đâu, thiệt, em thiện nó thiệt mà, đánh được lắm á. Dạ, không có tiền luôn hả? Không có tiền luôn, đâu. Không có tiền luôn hả? Tạm thời vậy mấy đứa nghỉ ngơi đi chút xíu rồi bán tiếp nha. Dạ. Quên hỏi. Anh Long. Gì? Anh có bán được miếng dây chai nào không? Không hiểu sao dạo gần đây người ta đổi đời nhiều quá, tao cũng xài đồ cũ hay sao mày? Trời, có tiền luôn, thấy chưa? Xui luôn, em tưởng anh dớt ghét luôn. Có gì ăn không? Đói bụng quá. Đói lắm đúng không? Dạ đói quá à.
Thôi giờ uống nước cầm hơi đỡ đi. Nước đâu? Có nước không? Ừ, được á, được á. Có nữa, có. Trời, nè. Móc đâu trong đó ra vậy? Hôm qua anh uống. À, nước nhưng không mà. Còn anh chừa lại chứ uống còn đúng được. Hôm qua tụi mình uống chung nè. Nước lọc hả? Thì trà xanh chứ bộ. Anh nhường anh uống. Thôi, nữ uống trước. Em uống trước á. Uống đi, cho có đường. Đừng nhìn em uống ngại lắm. Đừng nhìn tao, thằng gái đừng nhìn uống ngại. Không nhìn uống hết bây giờ. Em uống nha. Uống đi, có gì đâu mà. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cho miếng, cho miếng. Nhỏ nhỏ uống trước. À, nhỏ uống đi. Nhỏ nhỏ uống. Tất cả. Được rồi ta. Đâu? Thôi, anh uống. Anh uống cho. Mày nó bụng quá. Nhường em miếng. Thôi, uống đi, uống đi. Sao đâu mà. Kệ nó con gái mà. Đúng rồi. Anh từ từ, anh uống cuối cũng được. Anh chỉ có chấm thôi chứ anh không làm được gì hết nha. Anh đói bụng quá. Ôi, uống cái mà. Gì mà uống sạch sành xanh. Em đói bụng quá. Tội nghiệp nó mà. Đưa cái nắp đây. Uống nước này không được gì hết trơn, không có đủ gì hết trơn. Thôi nè, vậy nè, vậy nè. Điều gì? Tụi em có nhớ cái ống heo mà anh em mình bỏ tiền trong đó để dành không? Ôi, đúng rồi, sao đúng anh, rồi. Còn sao? Nhớ, nhớ, sao, sao? Bây giờ ông ấy mình chích cái phần đó ra một chút đi. Cái đúng. Mình mua gì mình ăn cho lót dạ cho mình có sức đi làm ngày mai mốt có tiền bỏ vô lại. Dạ. Được không? Chút xíu thôi nha, để dành chút xíu nữa. Thôi để dành đi. Ờ chút xíu thôi tại được không? Được không? Được, 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 được. Dạ. Thời điểm này nó khó khăn chút quá. Chút xíu rồi. Chút xíu rồi. Mấy đâu mấy đâu mấy đâu. Rồi. Rồi chuẩn bị đào thôi. Ui. Vô. Ủa? Phải chỗ này không? À ha ha, sao thấy nước cát không người ta? Ủa. Rồi mất rồi đúng không? Chị sao vậy? Anh Long gia tài của em đó, anh Long. Im lặng đi, anh suy nghĩ, em đang suy nghĩ coi. Cái này là có người lấy, rồi. Ở nguyên cái công viên này nè, chỉ có bốn anh em mình biết con heo đất chỗ nào thôi. Vậy thì người lấy chắc chắn là người trong nhà. Phải, nếu như có người lấy con heo đó chắc chắn là người trong nhà ngoài công viên này. Mà thời điểm khi mà anh chôn con heo đất thì anh thấy anh thấy em đứng nhìn anh chôn đó. Lúc đó anh thấy ánh mắt của em cũng nhìn anh như vậy đó. Ờ có. Đúng là ánh mắt em nhìn anh vậy. Em nói chuyện với anh là nhìn thẳng với anh đang đào lấy tiền lên để xài đúng không? Phải rồi, khi đó anh xài anh móc ra tụi bay có bị điên không vậy? Hả? Khi tao đứng đó tao làm tất cả tụi bay có đứng vòng vòng nó chứng kiến mà làm sao lấy dấu riêng được hả? Vậy chứ tại sao cái con heo mất? Khi tụi em đang nhìn anh làm thì anh đã nhìn thấy phía xa xa kia thì nhóm băng đảng khác nó đã để ý tới con heo đất của mình rồi. Chính là tụi nó lấy chứ không ai khác nữa. Là mất con heo tiệt rồi. Chứ còn sao nữa, tụi em hậu đậu quá. Trời ơi, anh thấy tụi nó nhìn còn gán đào chôn cho nó chi nữa. Biết tụi cái gia sản của em đó giờ mất tiêu. Chôn cho nó chi vậy trời. Anh nói rồi, cứ giữ kỹ cho. Trời ơi, giờ không có gì ăn. Trời ơi là trời. Đây dạ. Chào các em. Ông Bụt. Bây giờ hả? Xin cái gì cho xin thử. Ờ ông Bụt hay quá, ông Bụt hay quá. Xin đoán. Bây giờ tụi con nói thật sự với ông Bụt, tụi con giờ tụi con đói quá, không có gì ăn. Ông Bụt có thể biến đến quá là cái gì đó ăn không ông Bụt ơi. Tụi con làm cái gì đây? Tụi con là những cơ nhở. Cơ nhở hả? Anh lụm dây chai. À lụm dây chai hả? Đâu đồ đạc con đâu, dụng cụ hành nghề của con đâu? Dạ đây đây. Cho mượn coi có cái gì đó không? Dạ Bụt cũng cần cái gì mới được chứ. Còn có gì nữa không? Có cái nắp nồi lẩu nữa. Dạ. Lấy toàn nồi luôn à. Giờ mình coi thử nè. Coi nè. Chưa. Nóng quá, nóng. Trời ơi. Trời tưởng chính cái tay anh con luôn rồi. Bây giờ con muốn món gì? Món tôm ăn gì? Tôm càng xanh. Tôm càng xanh. Đây, tôm hùm càng xanh. Tôm càng xanh hả? Có tôm càng không? Có tôm càng hả? Xanh. Rồi, tôm càng nướng nha. Có không vậy? Có xanh. Có tôm không? Có tôm không? Có tôm luôn. Mở ra. Đặt cá. Có tả. Hủ. Mở ra đi. Rồi. Hai. Đây, tôm hùm càng xanh. Hai con tôm. Trời đất ơi. Cái dĩa không hồi nãy biến là có mì kìa. Ủa? Nó để ý luôn. Sao hay vậy? Hay chưa? Đúng rồi. Ông Bụt, con muốn nước nữa. Nước hả? Dạ, đây, sáng con mới đi lụm được cái đồ đựng cái banh á. Lấy đỡ cái này đựng nước. Cái này á, thì cho tao mượn xíu nha. À, hổ biết. Nước nha ông Bụt nha. Hay vậy? Thôi vậy? Ôi, chai nước giống mình uống nãy vậy? Nè, chai nước nè. Ông Bụt tiệt. Hay quá hả? Trời, nó có nước uống rồi. Tại vì nước nè. Được chưa? Dạ. Anh. Sao, được không? Thì không? Ngon, 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 ngon. 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 Thấy chưa? Em nói ông Bụt.
tục thiệt mà. Bây giờ mà... anh Long làm ra bánh rồi, em làm ra chai nước, hai anh thử đi. Hồi sáng lúc mà bị sòng bài đánh á, vô tình em lấy đường bộ bài, mình làm được gì? Dở cho chỗ nguyên bộ luôn hả? Hình như trên đó ta cũng có học món này. Hả? Ủa, trên đó học món này. Coi thử nha. Ồ, hay quá à. Hay vậy? Có thể làm lại được không? Giờ ông Bột không coi kịp luôn á ông Bột. Bây giờ coi nè. Nhấp bị quá mắt rồi. Ui. Ôi ui. Trời ơi, mắt con quá. Ta sẽ làm cho mất hết nút đi nè. Mất hết nút luôn hả? Ôi. Xuất hiện. Có nghĩa là ông Bụt có thể là biến tất cả mọi thứ nó ra vậy đúng không? Đúng rồi. Không phải ông Bụt có thể biến một cái tờ tiền nhỏ nó ra thành tờ tiền lớn được không vậy? Ủa mình đâu có tiền đâu. Có tiền đâu mà đưa. À anh có. Ôi trời ơi. Ủa sao hết? Hỏi có tiền mua đồ ăn không có. Giấu chơi cho giấu, anh em cho giấu. Có 5.000 thôi nhưng mà số tiền này anh sợ tụi em đi nắng đi mưa này kia, bệnh hoạn nắng nôi. Cho nên anh để dành mua thuốc tụi em uống cho bộ. Được không dân bố? Thử một lần đưa ta coi. Sai là nó vô cái số đó nha. 0988113. Đó. Dạ, đúng rồi. Cái này phải đọc thần chú. Thần chú. Có thần chú. Dạ. Có thần chú. Công nguyên. Có thần chú. Dạ, có thần chú. Thằng chú là xong rồi đó. Ủa chưa kịp niệm luôn. Chú chưa có chì luôn rồi sao ra được. Thổi kìa. Ủa hay quá, quá ngàn ơi. Ủa trời ơi. Ủa tao tiền mất tiêu rồi. Tao biến qua túi bé heo nè. Không, em đâu ăn cắp đâu. Mở thử cái túi ra coi. Kiếm thử coi qua. Cái mặt mặt vàng dữ vậy ta. Có không mày, có không? Ôi, em đâu có ăn cắp đâu. Ủa em móc túi ông Bụt đây thấy chưa. Ủa 0988113. Ây da, hay vậy. Mình nhận là sư phụ đi. Sư phụ trước đi. Nãy giờ là vui các em thôi, thực ra anh là một ảo thuật gia chứ không phải Bụt gì đâu. Ảo thuật gia thích quá trời luôn á, phải muốn học chứ đúng không? Nếu các em muốn học, anh có thể dạy cho các em. Nhưng anh không dạy cho các em dùng những cái này để đi đánh lừa, đánh bịp người khác. Tất cả những cái môn này, nó đều là nghệ thuật. Từ cái môn này, các em có thể kiếm được tiền cho mình. Là mình học mấy cái này xong mình đi biểu diễn, mình kiếm tiền á. Đúng rồi. Cũng hay đó, dạ. Đúng rồi, nếu như các em muốn học, hãy đến gặp anh. Ủa, cái gì vậy? Gặp con gì đó vậy? Cái gì vậy? Ảo thuật gia Nguyễn Phương. Hả?
là nghệ thuật cười xuyên Việt với sự tài trợ của nhãn hàng trà xanh không độ.